Xin chào thầy các bạn, sau đây em xin và trình bày yêu cầu của bài kiểm tra. Ban đầu là 32 led tắt, 4 led bay đoạn hiển thị hai dấu gạch mặt điểm sản phẩm dừng. Mỗi lần nhấn từ 0 đến 9 thì phím đó được dịch vô hai led bay đoạn từ bên phải. Nhấn B nếu trên hai led bay đoạn không có dấu gạch thì dài giá trị trên hai led bảy đoạn nhỏ 32 thì mạch bắt đầu điểm. Rồi giá trị của sản phẩm điểm được sẽ hiển thị trên 32 led đơn. Rồi đây là phần cái mạch mô phỏng bằng rô tết. Đây là cái mô đun chính gồm bít 18F4510, mô đun 4 led bảy đoạn, mô đun ma trần phím và module 32 ladder. Phần chương trình đầu tiên là khai báo cái thư viện BitKit 2 ship 1. Rồi kế tiếp là khai báo thư viện ma trần phím, thì trong chương trình có dùng đến ma trần phím. Rồi khai báo các biếm cần dùng. Rồi chương trình chính đầu tiên là setup bot ECJob, rồi set chip bọc B bằng commit 3C, rồi set up timer 0, sử dụng timer 8 bit. Rồi đầu tiên, cái yêu cầu đầu tiên là xuất ra hai dấu gạch trên hai led đơn ở giữa có mã là commit BF nè. Đây là đặt các giá trị ban đầu cho T và T0 và T08 để ghi các giá trị. Đây là cái mã phím đầu. Rồi trong dòng lệnh qua chu, đầu tiên là mình đọc cái mã phím dùng cái hàm key 4x4 DW lưu vô cái biến mã phím, rồi kiểm tra nếu cái mã phím này không nhấn, và nếu mã phím bằng 0xff và cái mã phím này nó nhỏ hơn 10, tức là từ 0 đến 9 đó, thì xuất 4 led 7 đoạn ra là dùng cái hàm này để dịch từ phải qua trái. Rồi dùng cái mã phím đầu phụ để lưu cái mã phím đầu, rồi cái mã phím phụ lưu mã phím, rồi cái mã phím đầu bằng cái mã phím dùng để dịch từ phải qua trái. Rồi kiểm tra nếu mà có nhấn B rồi xuống, kiểm tra tiếp là cái mã phím đầu phụ nè là có còn ký tự dấu gạch hay không. Rồi cái dòng này đặt cái điều kiện là nếu mà nó nhỏ hơn 32 thì mới thực hiện điểm sản phẩm. Rồi đầu tiên là mình xuất cái giá trị ban đầu ra 32 led đơn. Rồi lấy cái biến T mình get timer. Rồi mình cho nếu mà cái T0 này khác T0 tạm thì cái T0 tạm này được gán vô là cái biến T0. Rồi nếu mà sản phẩm mình get được từ timer lớn 32 thì mình sẽ xếp cái timer 0 này trở về 1. Rồi cái counter xếp nó về 1. Rồi khi bắt đầu là mình cuối cùng là mình dùng cái lệnh xuất ra 32 led đơn. Đây là cái phần mô phỏng. Gần đầu tiên là hẹn hai dấu gạch, sau đó mình dịch các phím từ phải qua trái. Đó, nếu mà trường hợp là nó nhỏ hơn 32 nè, rồi mình nhấn phím B xong, rồi qua là đếm sản phẩm. Đây là dùng cái nút ấn để tạo ra cái sản phẩm đếm nè. Nhấn một cái là một sản phẩm.
Họ họ lần nhấn là nó dịch cái letter từ phải qua trái tương ứng với số sản phẩm. Rồi. Theo là thử cái trường hợp mà nếu nó lớn hơn. Rồi, chương trình lắc nữa. Bốn mươi lăm nhấn phím B thì sản phẩm đây không dịch vô. Rồi, thử cái trường hợp còn dấu gạch. Lạc quá. Trường hợp còn dấu gạch. Rồi, ví dụ còn một dấu gạch đi. Nhấn phím B. Rồi, lạc quá điểm sản phẩm. À, không điểm sản phẩm được. Rồi, vậy là yêu cầu của cái bài kiểm tra đã thực hiện xong. Rồi, cảm ơn thầy đã lắng nghe. Rồi, xin chào thầy và các bạn.